could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hoa đán TVB làm nhân viên dọn vệ sinh vì hết thời. Đường Ninh bị bắt gặp dọn toilet để kiếm tiền mưu sinh và lo cho hai con nhỏ. Hình ảnh này khiến nhiều người thương cảm vì nữ diễn viên phải đối mặt với sự nghiệp hết thời của mình. Mạng xã hội Hồng Kông vừa lan truyền tấm ảnh Đường Ninh mặc trang phục của nhân viên vệ sinh và trà rửa bồn cầu trong một trung tâm thương mại. Nữ diễn viên được cho là làm công việc này vài tháng qua kể từ sau khi thất nghiệp vì dịch Covid-19. Tấm ảnh được đăng tải khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, đa số ý kiến bày tỏ chạnh lòng khi chứng kiến tiểu hoa đán một thời của làng giải trí phải rơi vào cảnh khốn khổ. Đường Linh sự nghiệp tuột dốc vài năm và giờ ở tuổi trung niên lại càng khó khăn tìm kiếm vài diễn. Nếu không phải dịch bệnh, cô ấy hoàn toàn có thể đi hát ở các tụ điểm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Người đăng tin chia sẻ. Đường Ninh sinh năm 1981 từng là một trong những gương mặt nổi bật được đài TVB ra sức o bế. Nhờ sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt thanh thoát cùng đôi mắt biết nói, cô sớm thành danh trong giới qua các vài diễn nhỏ tuổi. Từ giữa thập niên 90, nữ diễn viên góp mặt vào nhiều dự án phim truyền hình ở Hồng Kông và cả đại lục, nổi bật như Đại đường song Long truyền, Liêu trai trí Sĩ. Năm 2010, cô chấm dứt hợp đồng với đài TVB vì những mâu thuẫn trong chính sách. Cùng thời điểm này, nữ diễn viên cũng tạm dừng sự nghiệp, đang ở đỉnh cao để kết hôn cùng doanh nhân Đặng Vĩ Kiệt. Cô sinh hai người con, một trai một gái, tuy nhiên cuộc hôn nhân chấm dứt không lâu sau đó, nhiều năm qua Đường Ninh là mẹ đơn thân, chăm lo cho các con. Thông tin diễn viên Đường Ninh vất vả làm công việc chân tay hiện gây chú ý trên mạng xã hội. Mặt khác nhà đài TVB, nơi cô từng cộng tác vấp phải chỉ trích dữ dội, nhiều người cho rằng phía lãnh đạo cư xử bạc béo không trả lương tương xứng với công sức của các diễn viên. Thực tế, từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, một số diễn viên phủ đã bị sa thải hoặc làm thêm công việc khuân vác để kiếm thêm thu nhập. Diễn viên gạo khổi Uông Minh Thuyền trong lễ trao giải TVB 2020 đã có bài phát biểu khai mạc đề cập đến thực trạng trên và mong mỏi ban lãnh đạo có động thái kịp thời đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.